Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin ngấm trừng phạt Trung Quốc đành nhập hàng Mỹ, thặng dư cao Việt Nam lo bị dính đòn. Vâng, các bạn cũng đã quan sát trong thời gian vừa qua, gần 2 năm nay cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên ngày càng khốc liệt. Và hậu quả là rất nhiều những công ty từ Trung Quốc đã rời đi sang các nước khác, và để từ đó họ sản xuất hàng hóa để xuất khẩu sang Mỹ, vì họ sẽ tránh được thuế cao từ Mỹ nếu nhập hàng từ Trung Quốc. Và điều đó đã gây lo ngại rất lớn cho các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chính vì vậy mà chúng ta đã chứng kiến cuộc gặp trong những ngày qua để đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra tại Washington. Và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã đi vào một giai đoạn mới khi hôm 11 tháng 10 năm 2019 khi năm 2019 vừa qua, tại thủ đô Washington, hai nước đã đạt được thỏa thuận một phần. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ở trên một số trang báo quốc tế đã đăng tải, là thương mại Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận một phần. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trưởng phái đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 10 năm 2019. Tiếp đoàn thương mại đàm phán Trung Quốc tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ ngày 11 tháng 10 năm 2019 thông báo đôi bên đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 về mậu dịch. Theo thỏa thuận, Washington ngưng biện pháp tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc bán sang Mỹ, đổi lại Bắc Kinh mua từ 40 đến 50 tỷ đô la nông phẩm của Hoa Kỳ. Đây là thông báo chính thức của một số bài báo, và trong nước hiện nay cũng đã đăng tải về nội dung cuộc chiến thương mại này cũng như cái đàm phán vừa qua. Và chính quyền Mỹ thì rất thận trọng và nhấn mạnh rằng thỏa thuận một phần này còn được soạn thảo thành văn bản và đôi bên sẽ phải đi sâu vào các chi tiết trước khi chính thức được nguyên thủ hai nước thông qua trong một vài tuần lễ sắp tới. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem thông tin tiếp theo đó là hình Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc người đứng giữa hai quan chức Mỹ trước khi vào cuộc đàm phán. Trước mắt, Hoa Kỳ chỉ thông báo là ở giai đoạn 1, Washington và Bắc Kinh đồng ý các vấn đề nông nghiệp, hối đoái và một số khía cạnh liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mỹ duy trì mức thuế 25% nhắm vào 250 tỷ đô la hàng của Trung Quốc, thay vì nâng mức thuế đó lên 30% vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 như Nhà Trắng từng thông báo. Giới quan sát nói rằng đến một bước tiến quan trọng, đây là một bước tiến quan trọng cho phép hy vọng Mỹ và Trung Quốc dừng các đòn đánh thuế lẫn nhau gây phương hại cho tăng trưởng của toàn cầu. Và điều này rất nghiêm trọng khi hai nước lớn họ thường xuyên có giao thương với toàn thế giới, và nếu Trung Quốc bị đánh thuế thì những cái mặt hàng của Trung Quốc không xuất được đi và sẽ ảnh hưởng rất lớn trong việc sản xuất của Trung Quốc cũng như nhập hàng của Trung Quốc từ các nước khác. Đây là phản ứng dây chuyền. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đó là một thỏa thuận đặc biệt, và ông nói thêm trong thông báo của mình như sau. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump trưng ra một lá thư từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông công bố thỏa thuận thương mại một phần với Trung Quốc. Ông nói, chúng ta đang rất gần kề với ngày chấm dứt chiến tranh thương mại. Tổng thống Mỹ đã phát biểu như vậy sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận, nhưng đôi bên còn phải đi sâu thêm vào chi tiết. Dù vậy, đối với Donald Trump thì nông dân Mỹ, những nạn nhân đầu tiên của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ thỏa thuận vừa đạt được. Nguyên thủ Mỹ tuyên bố thêm, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ, về các dịch vụ tài chính, và đây là một thỏa thuận ngoại hạng dành cho giới nhà nông. Trung Quốc sẽ mua từ 40 đến 50 tỷ đô la nông phẩm của Hoa Kỳ, tức là nhiều hơn từ 2,5 đến 3 lần so với lần trước, so với trước khi cuộc chiến thương mại diễn ra. Tôi đề nghị nông dân đi mua ngay thêm đất để canh tác và mua thêm máy cày. Đây là lời của Tổng thống Donald Trump nói. Như vậy, những người tổng thống của những nước dân chủ và tự do, họ rất quan tâm đến quyền lợi của nông dân. Điều đó có lẽ chúng ta ít gặp được ở những thể chế cộng sản như Việt Nam và Trung Quốc và một số nước khác. Và Bắc Kinh đưa ra phản ứng khá thận trọng tại trong nước sau khi kết quả đàm phán được công bố. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức với các bạn để biết. Đấy là Tân Hoa Xã đăng bản tin về thỏa thuận đàm phán thương mại Mỹ-Trung hôm 11 tháng 10 năm 2019. Và trong cái bản tin này thì có nội dung như sau. Báo chí tại Trung Quốc ngày 12 tháng 10 năm 2019, tức là hôm nay, xoáy vào những tiến bộ sau vòng đàm phán lần này tại Washington, nhưng tránh sử dụng cụm từ đạt được thỏa thuận, dù đó là một phần như đánh giá của các phương tiện truyền thông phương Tây. Bản tin của Tân Hoa Xã nhấn mạnh đôi bên đã đối thoại về một cách thành thật, hiệu quả và trên tinh thần xây dựng về các hồ sơ kinh tế và thương mại. Nhờ vậy đã đạt được những tiến bộ quan trọng về nông nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá hối đoái, dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác song phương, chuyển giao công nghệ và những xung khắc gây tranh cãi. Đôi bên đồng ý tiếp tục đối thoại để đạt được một thỏa thuận sau cùng. Đây là thông tin mà tờ báo của Trung Quốc
đã đăng tải trên trang chính thống của mình. Và trước đó Trung Quốc đã buộc phải bãi bỏ kế hoạch tăng thuế vào nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, vì điều đó, chính điều đó là gây hại cho họ. Và những bản tin tiếp theo của báo chí quốc tế đã đăng tải: kinh tế Trung Quốc thấm đòn thương chiến Mỹ. Liên quan đến Trung Quốc, theo nhà báo Le Mat, Bắc Kinh thừa nhận bị tác động vì chiến tranh thương mại. Giữa tháng 9, Tổng thống Mỹ chấp nhận lùi thời hạn tăng thêm 5% thuế từ 25% thành 30% đến ngày 15 tháng 10 thay vì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, đánh vào 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Đây là theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Lưu Hạc vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước. Những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh thấm đòn được nhà báo Le Mat phân tích trên hai quan điểm, nhũn nhặn hơn trong tuyên bố và số liệu thống kê mới hơn. Dường như chưa bị tác động trong năm đầu khai chiến, bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh hùng hồn tuyên bố rằng các doanh nghiệp Mỹ mới là những nạn nhân chính, khí phách giảm dần khi những thống kê mới cho thấy nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại. Và Trung Quốc cũng phải có những biện pháp nhượng bộ lớn ngay trước khi cuộc đàm phán thương mại diễn ra ở Washington và cho phép các công ty lớn của Mỹ tiếp cận vào thị trường với trên 1,4 tỷ dân này. Và những cái bài báo quốc tế đã đăng tải, như các bạn xem thấy, đây là hình ảnh bản tin trên trang truyền thông CNN đăng tải hôm 30 tháng 9 năm 2019 về việc công ty nước ngoài đầu tiên về thanh toán trực tuyến PayPal được tham gia vào thị trường Trung Quốc. Bắc Kinh lại tỏ ra nhân nhượng, bằng chứng là cho phép công ty PayPal của Mỹ tham gia vào thị trường thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc. PayPal trở thành công ty nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực này được cung cấp quyết định, được Hoàn Cầu Thời báo giải thích vào ngày 5 tháng 10 là chẳng lợi lộc gì khi xây bức tường Berlin phiên bản kỹ thuật số. Ngược lại, một hợp tác đôi bên cùng có lợi là mục tiêu của tất cả các nước sản xuất công nghệ. Có lẽ Bắc Kinh hạ giọng vì số liệu thống kê mới không tốt đẹp lắm cho nền kinh tế Trung Quốc. Chính quyền phải thừa nhận rằng không dễ dàng gì đạt được tăng trưởng trên 6% trong năm 2019. Trong khi mục tiêu đề ra từ 6 đến 6,5%, trừ lĩnh vực dịch vụ, ngành công nghiệp bị tác động mạnh, lượng xe hơi bán ra trong năm 2019 giảm khoảng 10% tại Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp tạm ổn nhưng một số ngành gặp vấn đề như sản xuất ô tô, điện lực, xây dựng, bất động sản, theo Nhân dân Nhật báo ra ngày 25 tháng 9 của Trung Quốc đăng tải. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trang truyền thông của hãng CNN đã đăng tải rất rõ và chi tiết về việc công ty PayPal của Mỹ đã được vào thị trường Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đã phải nhân nhượng trong thời gian vừa qua. Và ngoài ra, Trung Quốc đã phải đơn phương bãi bỏ tăng thuế với những mặt hàng thiết yếu được nhập từ Mỹ mà họ đã tuyên bố sẽ đánh thuế trước đó. Và đây là thông tin chúng tôi xin chia sẻ với các bạn thêm. Trước đàm phán thương mại, Trung Quốc mua 600.000 tấn đậu nành và 10.000 tấn thịt lợn từ Mỹ. Các công ty tư nhân Trung Quốc đã mua ít nhất 10 tàu đậu nành từ Mỹ vào thứ năm. Đây là số liệu đậu nành được nhập khẩu từ Mỹ lớn nhất của Trung Quốc kể từ hồi tháng 6 đến nay, trước các cuộc đàm phán cấp cao tháng tới nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn một năm nay. Việc Trung Quốc vào tháng 9 quyết định hủy tăng thuế với 18 mặt hàng Mỹ, trong đó có thịt lợn và đậu nành, hai sản phẩm quan trọng cho cả nông dân hai nước, cũng được cho là dấu hiệu cho thấy cái kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn và họ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, chưa thể biết Bắc Kinh có sẵn sàng nhân nhượng trong cuộc đàm phán tiếp theo hay không. Phía Trung Quốc cũng có những diều hâu không chịu khuất phục trước chính quyền Mỹ đang tìm cách hạ gục họ. Và ban đầu chúng ta thấy Trung Quốc dường như tỏ ra rất cứng rắn trước các đòn trừng phạt thuế từ Mỹ, nhưng cuộc chiến thương mại gần 2 năm qua đã làm cho họ phải suy nghĩ lại và giờ đây buộc phải nhượng bộ nhiều hơn trước yêu cầu của Mỹ. Và cũng qua cuộc chiến này, chúng ta chứng kiến làn sóng rời đi của các hãng xưởng từ Trung Quốc bỏ sang các nước khác, và trong đó có Việt Nam. Và cụ thể nhất, chúng ta có thể chứng kiến hình ảnh đây là công ty Kyocera chuyên sản xuất từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam để né thuế quan Mỹ. Kyocera là hãng sản xuất Nhật Bản sẽ chuyển dây chuyền sản xuất máy photocopy và máy in đa năng cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngày 2 tháng 8, Kyocera cho biết sẽ chuyển dây chuyền sản xuất máy photocopy và máy in đa năng cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm tránh mức thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây là bài báo mà đã được đăng tải và các bạn có thấy rất nhiều những công ty tương tự như vậy cũng đang rời bỏ dần dần Trung Quốc trước làn sóng đánh thuế từ Mỹ. Và chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cố gắng đón nhận luồng đầu tư này, nhưng nhiều điều kiện của Việt Nam không thể đáp ứng, trong đó đặc biệt là tay nghề lao động rất thấp, trình độ chưa đạt và dẫn đến năng suất lao động thì thấp hàng đầu của châu Á. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể biết chia sẻ của năng suất lao động Việt Nam rất thấp,
Theo tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, xuất phát điểm của nền kinh tế rất thấp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động còn chậm, máy móc thiết bị và quy trình công nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế là những yếu tố khiến cho năng suất lao động của Việt Nam còn có những khoảng cách so với các nước trong khu vực. Đây là tuyên bố của ông trong thời gian vừa qua. Và cụ thể, tính theo PPP 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2017 đạt 10.232 đô la, chỉ bằng 7,2% của Singapore, tức là rất thấp, 18,4% của Malaysia, 36,2% của Thái Lan, 43% của Indonesia và bằng 55% của Philippines. Đáng chú ý là chênh lệch về mức năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước khác vẫn tiếp tục gia tăng. Có nghĩa là các nước họ không dừng lại, họ vẫn tiếp tục tăng cái năng suất lao động, còn Việt Nam thì dường như là khó cải thiện tình hình này. Và điều này là hậu quả của việc các lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản, điều hành tồi tệ của chính phủ và ô nhiễm môi trường, tham nhũng tràn lan, giáo dục đào tạo theo những kiến thức cũ và theo định hướng xã hội chủ nghĩa lạc hậu, nên đã ngăn cản và ngăn chặn các thông tin từ các đất nước tự do và dân chủ, đã khiến cho thế hệ trẻ thì mất đi sức sáng tạo, bởi vì họ không thể tìm thấy những cái thông tin mới để họ tiếp tục nâng cấp và họ tiếp tục nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn để cạnh tranh. Và điều đó sẽ dẫn đến Việt Nam sẽ thua trong cạnh tranh tới đây. Và cụ thể nhất, nếu các bạn truy cập vào những trang truyền thông quốc tế như BBC hoặc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA hoặc là Thời báo DE và một số trang khác, thì không thể đọc được và không thể truy cập được. Đó là việc mà chính Việt Nam và cụ thể là Ban Tuyên giáo đã làm những cái việc mà ngăn chặn cái tri thức của Việt Nam phát triển. Và điều đó sẽ dẫn đến Việt Nam sẽ càng ngày càng nhiều những người có trình độ thấp và họ kém hiểu biết. Và Việt Nam đang có thặng dư thương mại rất cao với Mỹ, và giờ đây các công ty từ Trung Quốc chuyển sang để sản xuất hàng để xuất sang Mỹ sẽ làm thặng dư thương mại này càng ngày càng cao hơn. Điều đó khó tránh khỏi đòn trừng phạt thuế từ Mỹ đánh vào các nước theo chủ nghĩa cộng sản là Việt Nam trong thời gian tới. Và đây là phát ngôn của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian vừa qua nói về Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nói Việt Nam đang lạm dụng thương mại với Mỹ còn tệ hơn ở Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Hoa Kỳ Donald Trump lên tiếng chỉ trích Việt Nam đã lạm dụng thương mại với Mỹ, và ông nói Việt Nam là nước lạm dụng kinh tế kinh khủng nhất liên quan đến thương mại không công bằng với Mỹ. Đây là trả lời phỏng vấn của đài Fox News hôm 26 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Trump đã nói gần như tất cả các nước trên thế giới đều lợi dụng Hoa Kỳ. Ông cũng nêu ra một loạt những tên nước mà ông cho là đang lợi dụng Mỹ, bao gồm có cả Việt Nam. Việt Nam thậm chí còn đối xử với Mỹ còn tệ hơn Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump nói như vậy. Và đây là điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu và cân nhắc, và đặc biệt là chính phủ Việt Nam cần phải có đường lối sao cho phù hợp nhất và thích hợp với những cái công ước quốc tế, và họ phải thực hiện điều đó. Và ngoài ra thì Việt Nam hiện nay đang có bước đổi mới nhưng chưa đủ, và chính điều đó dẫn đến hậu quả là người lao động Việt Nam đã phải đi làm thuê ngay trên quê hương của mình cho các công ty nước ngoài để nhận đồng lương rẻ mạt. Chỉ có các quan chức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là trở nên giàu có một cách rất nhanh chóng với nguồn thu nhập không thể chứng minh. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận, và chúng tôi sẽ phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại vào chương trình lần tới. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.